Trong video mô phỏng lái xe khách Funbus Simulator hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn quay trở lại với một cái chuyến hành trình, và hôm nay mình sẽ trải nghiệm một chiếc xe mới nha các bạn. Và mời các bạn tham gia lên xe cũng như là theo dõi chuyến hành trình bất ổn này nha. Rồi, và hôm nay mình sẽ di chuyển từ thành phố Geneva đi vào thành phố Bern nha các bạn. Chặng đường hôm nay mình đi thì toàn là cao tốc thôi, cho nên là nhìn khá là chán đúng không? Thành ra là mình quyết định mình vòng sang cái cung đường đèo này, nhìn nó quanh co hơn, nó uốn lượn hơn, và để xem cung đường đèo này có làm khó mình được hay không ha. Bây giờ mình sẽ qua tới bước chọn xe. Và đây là hai chiếc xe mới trong cái DLC Interlink nha các bạn. Một chiếc là Interlink 12,8m và chiếc còn lại là 14,6m. Cái con 14,6m này nó khá là dài và nó chở được rất là nhiều khách luôn. Nhưng mà mình nghĩ là lâu rồi mình không có lái xe, với lại mình đi đường đèo nữa, cho nên là mình dùng con 12,8m đi, cho nó gọn hơn và cho nó dễ đi hơn. Và vào thôi. Rồi, mình xuống sảnh lấy xe rồi nha các bạn. Và trước mặt các bạn đây là chiếc Scania Interlink HD. Con này nhìn nó ngắn ngắn, nó cục cục kiểu gì á ta. Đây là bản 12,8 nha các bạn. Còn bản 14,6 thì nó dài hơn và nó có thêm một trục sau nữa. Hôm nay mình lấy cái skin NF hả? Nhìn nó hay hay. Với lại con xe này hiện tại còn mới cho nên chỉ có hai cái skin thôi. Đi một vòng xem thử cái xe nha. Nhìn thấy ghế bên trong thấy rất là nhiều luôn rồi đó. Ở trên này mình có một cái camera ở trên để lùi. Và đây là cái phần... Ê! Cái chữ L của mình đâu? ND Travel mất chữ L, ND Travel. Không chịu đâu. Chữ cụm đèn rất là to nha các bạn. Mình thấy đèn xi nhan, đèn thắng, đèn lùi ở đâu ta? Đèn lùi màu trắng này, đèn xi nhan, đèn xi nhan. Có mấy cái nước bên châu Âu các bạn không yêu cầu đèn xi nhan nó phải màu vàng á, cho nên là nó chung màu đỏ luôn. Các bạn nhìn góp nó màu đỏ luôn này. Nhìn cũng đẹp. Đây là cái cửa sau, còn đây là mấy cái khoang hành lý. Không mở được không? Không. Mở được cái khoang này. Khoang sau cũng không mở được luôn. Đây là cái cửa sau. Đây là cái cửa trước. Đi qua bên này mình xem nữa, xem cái khoang hành lý bên này mình mở được hai ô nè. Ok. Rồi, lên xe ngắm thử xem bên trong như thế nào nha. Bước vào trong xe các bạn sẽ có... Ê! Nhìn ở ngoài nó nhỏ nhắn, xinh xắn, nó cục cục, nhưng mà vô bên trong thấy nó dài, nó rộng lắm nha. Dài thường thường luôn rồi các bạn. Nhiều ghế của này, cái hàng của cái để ở cái khoảng để chân cũng nhiều chứ. Ờ, rộng mà, như này là rộng rồi đó. Còn có toilet nữa nè. Rồi ở hàng dưới cùng là 5 ghế luôn. Cái cấu hình cỡ này chắc phải cỡ gần 50 chỗ các bạn, có khi hơn á. Cảm giác nó rộng hơn cái xe ở Việt Nam mình nữa, nhưng mà nhìn ngoài vô nó nhỏ xíu rồi nha. Nhìn nó ngắn ngủn mà. Việt Nam mình ở trên... Mà cái kiến em nhìn mắc cười, kiến chọn chọn. À, cái kiến này nó xấu, nó thô mà nó nhìn nó kỳ. Này có màn hình nè. Ở đây có cái màn hình cái kiến nè. Này có chịu. Hết rồi. Còn lại... Đù... Ê, cảm giác giống như là phải máy bay vậy mấy đứa. Đi xịn hết. Rồi. À, vô để nổ máy nè. Đầu tiên là logo mình mở, đâu? Mở điện lên. Ghê. Vô lăng trọc lóc vậy ạ. Ừ thì con xe này à, nó không có bản quyền của Scania nha các bạn. Còn lý do mà nó có cái logo là tại vì skin nó có, chứ cái xe này nó không có đâu. Vì vậy sáng sớm để máy lên, lên Maximum Tour luôn vậy. Anh dậm, anh dậm ga. Anh có dậm đâu. Rồi để mình bật linh tinh mấy cái này cái đã. Đầu tiên là mình bật cái này là đèn cửa đúng không? Đèn nai lai nè. Cái này là hệ thống hỗ trợ giữa làn đường, nhưng mà game này nó không có đó các bạn. Nếu mà có thì nó kêu thôi mày vô mày chơi không đi chứ. Không, cái đó là cảnh báo lệch làn mà. Đâu. Cảnh báo lệch làn. Con này không có hỗ trợ giữa làn. Hệ thống là không có gì hỗ trợ, con xe như này mà không có hỗ trợ. Cảnh báo. Đèn này một hồi mình bật sao các bạn. Mình kéo cái rèm che nắng xuống xíu tại vì nắng lắm. Rồi. Bật traction control lên. Cái này là tắt nha, mặc định là tắt hay sao á, mình không biết nữa, nhưng mà bật lên thì nó mới hiện là on nè, xong mình off nè. Bật cái sưởi sưởi sấy kính nè, cái này là bật tắt cruise control. Cái này là thông báo, bật cái hiển thị màn hình lên. Rồi nấu nước sôi nè, bật sưởi nè. Nấu nước sôi. Sấy nè. Ờ đúng rồi, có hệ thống nước sôi luôn hả? Có cái chỗ pha cà phê nước em. Nóng hả? Ờ, bật nước nóng lên để cho khách á. Rồi bật thu tiền cái luôn. Cái này là này là đang mở khóa toilet, bấm cái là nó khóa. Này là mở khóa. Bật wifi rồi nè. Bật cổng USB để sạc nè. Bật điện 230V nè. Ok, xong lên đường rồi. Tiền đó. Luôn. Cơ bản vậy thôi.
Rồi bây giờ mình sẽ vô số, xả thắng tay ra để mình nhớ xem là cái chỗ nào mình chỉnh đèn. Tại vì mình quên mất tiêu vô chỉnh đèn rồi. Bây giờ mình đi ra mình rước khách nha các bạn. Và hôm nay các bạn nhìn thấy góc cam của mình nó hơi khác một xíu đúng không? Mình nâng cấp lên nhìn cho nó nét hơn. Nếu mà mình đầu tư gì mà đồng cả. Đầu tư. Các mình nhớ cái chỗ chỉnh đèn của mình là nó ở đâu quên mất tiêu ta? Xe sao quá. Xe đông dữ vậy? Chèn trời ơi, xe cỡ này nó biết thế nào mới ra bến được rồi đi qua rước khách. Anh đây, thấy cái lệ không anh? Anh thấy cái lệ này rồi. Thay. Thấy cái lệ nó hơi rộng anh. Trời lệ này xe chạy dư luôn á. Thì các bạn đừng có bắt bẻ mình nha, thông cảm, tại vì cái game này nó thật á. Cho nên là khi mà các bạn chạy ở đây thì nó mọi thứ nó đều rất là thật và mình cần phải lách cho nó lẹ. Nó không ra đây thái cái này. Lách bản thôi chứ có gì đâu. Rồi xuống. Ui trời. Ê. Xin lỗi. Xin lỗi từ xa. Xin lỗi đó chứ không phải. Thì anh xin lỗi mà anh ê là anh xin lỗi mà gì cắn. Ê, game này thì nó không có nhận không có nhận cái báo tua với lại báo tốc độ nha các bạn, cho nên là để số 0 hết trơn á. Qua để cái thằng báo cho qua tôi muốn có gì cái ê tao xin lỗi coi cho nó coi cho nó coi được rung rung rước khách đi rồi làm gì làm. Rước khách trước, từ đường đây nó dằn quá, đề nghị lót đường lại nha. Nó giật cái đường bên nước ngoài nó vậy á. Ê nhưng mà vô lăng nó giật, nhưng mà cái xe nó êm, đúng là xe châu Âu ngoài xe châu Âu. Anh không cần phải cung xe đâu. Nó giật quá. Mình nhớ cái lúc nào mở đèn quên lúc tiêu cái lúc mở đèn của mày. Chắc là phải lúc này nè. À, đây. Hả? Mở đèn. mới nhận xe ta? Mới nhận xe cho nên là không có nhớ. Luôn dữ ta. Ừ, okay. Nó phải vậy chứ. Em không tay em à. Bây giờ quẹo trái vô đây, vô bến để đón khách. Và cái kiểu mình chạy đây là chạy flip bus, các bạn có nghĩa là chạy theo tuyến cố định á, chứ không có chạy xuất tồ là chạy theo dạng là xe nhanh trái nè, chạy theo dạng đưa rước khách này kia. Còn cái kiểu mình chạy flip bus là chạy tuyến cố định, rước một lần khách xong rồi trả bến là xong rồi. À và nếu các bạn có để ý nữa thì hôm nay các bạn sẽ thấy được cái chân mình đạp ga. ảo nha. Tại do cái góc cam được này đặt cao hơn á, cho nên là các bạn có thể thấy được chân mình đạp ga. Và xe này là xe thức tự động, cho nên là các bạn đừng chú ý tới cái đôi dép của mình. Và xe thức tự động cho nên chỉ có một chân đạp ga thôi nha. Chân kia cắt dục rồi, không có xài được. Rồi vô đưa khách nè. Rồi, xuống xe để mời khách lên xe. Mời mấy anh chị lên xe để em mở cái màn hình lý lên. Rồi, cho em kiểm tra vé. Hôm nay có khách giờ, hôm nay có 7 khách thôi hả? Đi xe cho bự vô. Xe bự. À đâu, bà chị đừng mua vé nè. Đám, 7 khách lại vô. 7 khách mua vé thôi. Để mình check in rồi. Còn lại mấy khách kia là có thể là lọt với mấy khách mà mua vé thêm. Rồi, tôi kiểm tra vé đây. Thì mình có đèn 2 người. Rồi mình lên xe luôn. Xe mới này mới cống, mới nhập về luôn. Ê, bà chị kia nhầm xe rồi, nhầm vé rồi. Hai bà luôn. Rồi lên xe ơi. Rồi lên xe luôn chị ơi. Hết rồi đúng không? Ở đây còn chị.
Rồi. Giờ tổng cộng mình có 4 người sai vé và sai tuyến. Không sao. Đóng cửa lại. Lên đường. Ủa nhưng mà đi theo cái tour này là đâu có rước khách vô đường hello đúng không? Đúng rồi. Herzlich willkommen. Khi mà các bạn lên xe thì các bạn phải thông báo nha. Und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier eine Hinweise. Auch bei uns in Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Team freut sich darüber. Schaut's doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Và có một cái hay nữa là cái game này nó nhận vô lăng ở 900 độ. Các bạn thấy khi mình xoay vô lăng thì bên trong game nó đồng bộ với vô lăng ở ngoài đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn chạy tốc độ trên 50 km/h thì cái vô lăng này nó sẽ tự động nó tăng cái độ rộng ra, có nghĩa là cái bán kính nó sẽ nhiều hơn á, để nó giúp cho cái xe mình ổn định hơn. Em đã tự hỏi cái mưa đâu. Không anh nhớ gặp mưa, mà anh không nhớ chỗ mở đèn ở đâu thôi. Để em vừa bấm chậm mà thôi, không nhớ được. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. Seat pocket in front of you will find all information containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. Là cái định vị GPS nó dắt mình, nó dắt mình đi đường kia các bạn. Vậy là bây giờ mình phải quay đầu mình quẹo qua đây mới đi đường đèo được. Cái đường định vị GPS nó không có hướng dẫn mình đi cái đường kia được. No problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our exclusive online discounts. For more information, simply visit flix.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always trying to improve our service. Please fill out the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. Ủa anh lùi anh quay đầu sau lưng tụi cái hàng đó mà cái hàng đó nó bị kẹt chứ có phải cho anh đâu. Anh không quay đầu sẵn kẹt. Không, cái hàng kia nó đã kẹt sẵn rồi. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ê, đường đẹp người ta kêu xấu, cái đường chỉ rung thôi. Mong là khách không có đánh giá này kia nha khách. Em chạy diện miếng cơm manh áo, người tài nó bạc lắm, đừng có đánh giá em à. Tại em thấy khách đi cao tốc đó, nó nhẹ quá, cho nên là nay em dắt khách đi đường đèo cho biết cái cảm giác đèo đối với người ta. Xe mình nó hơi mạnh cho nên là đạp nhẹ cái nó lên 50 rồi các bạn. Đâu lên tới 70 rồi, đường này giới hạn tốc độ 50. Đến 60 chứ. 50. 60. Đấy là 60. Có con lương đâu mà sát đụng. Này đang trong khu chung cư. Em nói là nãy em nói nãy là đạp sáu mấy chục. Ừ, nãy sáu mấy chục. Đó bây giờ nó dắt mình đi đường đèo nè. Con kia phiên bản sẽ giúp phiên bản thu cao đuôi vậy. Mày lạnh lạnh quá hả? Để em nhớ coi là cái núm chỉnh mây lạnh nó là cái nào. Nó là cái này nè, đang chạy mà nó khó nè. Thôi chỉnh xong vô vụ hết đám. Rồi ok ok ok. Em thấy giúp chỉnh nghe điều. Rồi ok. Không, người ta quên hơi lâu quá, chạy xe quên thôi hiểu không. Biết bao nhiêu năm rồi mới quay lại cái nghề tài này. Ê tính ra các bạn giữa kia chạy 50 ra đây cho chạy 100 liền luôn nè.
cái đường có chút xíu mà nha, cái đường không có rộng gì hết trơn á, đúng một làng rồi mà cho chạy 100, thấy không? Đường này mà ông phóng được 100 thì gọi là đỉnh cao. Kìa, gọi đi, kìa, cho lấy 1 đi kìa. Gọi đi, gọi gì? Lên luôn. Cho lấy 1 nè. Ý nó là xe. Cái đường nó cho phép ông phóng 100 km giờ á, cao á. Nói chung là đường người ta tốt em, xe xịn, em thấy xe nó êm không? Rất là êm luôn. Nèo đâu chưa thấy, thấy sáng sớm ra trời mưa rồi. Mưa dữ. Sáng sớm ra thấy trời mưa rồi chứ chưa thấy đèo đâu hết trơn á. Xe mình là xe mưa này chút lên đèo mình đã rip là được. Để mình lên đèn cái này. Đó. Vượt nha, vượt nha, vượt nha. Rồi vô nè. Đó, lách ra là trời ơi. Quên cái đâu quên đấu nút kèn rồi. Nên là thông cảm nha. Ê, ghê. Trên em cũng đánh giá làm sao ta. Bình tĩnh. Tay mày ta thấy cảnh này quen lắm. Bình tĩnh. Tôi lo được. Dừng nổi không? Dừ. Sớm. Ngọt. Nãy giờ chưa có va chạm nha. Trong game này nếu mà có va chạm nó báo liền á, với lại khách nó sẽ chỉ trích mình các bạn. Nó kêu chạy xe rồi ta nạn rồi, chạy nhanh quá này kia. Như nãy thằng kia nó kêu là lạnh quá, nó kêu là có phải ở Bắc Cực đâu mà lạnh vậy á. Do. Không phải ở Bắc Cực, nãy nó kêu là ở khu gì Arctic quên bạn. Arctic. Chạy lề mề. Tôi dạy anh cách nào như nào là chạy xe chuyên nghiệp nè, thấy không? Tạt vô nè. Chạy xe chuyên nghiệp. Tạt vô tạt ra luôn rồi, tạt ra tạt vô. Xong vậy cái... mới mau đưa khách về tới nơi chứ. À, giờ khởi hành của mình hình như là 8 giờ các bạn. Vâng. Dự kiến đến là 9:46 nhưng mà đường này đi đèo. Mình không biết là mình có tới sớm hơn hay tới trễ hơn nữa. Tới sớm thì được khách khen, khách thưởng. Không, mẹ lái xe cũng nhẹ. Đang chạy 100 xuống 80. Không phải bắt tốc độ không ta? 80. Xe cầu cần cho đi cho nó nhẹ chân. Rồi qua khúc này rồi mình lên ga sao? Không biết các bạn nghe tiếng game nó có ồn không ta? Chứ mình nghe tiếng mấy anh đệ mình nói nhỏ xíu mà. Nghe lý nhí mà. Lâu quá không chơi game này cho nên là... Sao đâu? Tại lỗ tai em á. Gì? Tại lỗ tai em á. Nghe gì luôn á, thiệt sự á. Tại lỗ tai em á. Thiệt sự là do không nghe gì luôn. Mà lái xe nó nhàn, trời ơi, bởi vậy. Xe hiện đại đâu có côn, đâu có số này kia đâu. Vô số D gạt cái cạch cái chạy à. Mấy cái đường này mà vậy mà chạy 80 thấy nó ngứa ngứa ta. Mình vô bắt đầu lên đèo nè các bạn. Một chiếc. Tới đèo rồi. Đó các bạn thấy không? Mình chạy qua tốc độ là khách nó cũng nói mình luôn chứ không chỉ riêng cái này kia đâu. Cho nên là nếu mà có tai nạn là nó sẽ la lên liền. Còn mà các bạn tông mạnh vô mấy mẻ còn la dữ nữa. Rồi giới hạn tốc độ 60 km/h. Game này nếu mà xét về đồ họa và thực tế thì nó vẫn gì nữa vậy, lạnh quá rồi bà cũng than rồi, bây giờ nóng mệt rồi gì đó, sao chịu lòng được nữa. Ủa mà tính ra bắt đầu có cái chỗ chỉnh giờ lạnh rồi đây. Thường lên xe là mình để tầm đâu đó 23-22 gì á. Tại nãy chỉnh là bậy bạ đi đi một cái nút mở đèn. Giới hạn tốc độ 50 km/h luôn kìa.
chạy 100 nữa. Ơi lúc này anh cua 100 được á. Khách đi về đâu thì không biết rồi. Ừ thì đó. Đẹp như này mà chứ chạy chậm nó buồn gì đâu. Ảo nha các bạn. Ra đi. Cái kia đâu phải máy mưa đâu. Cái kia là máy sạc lở. Không biết nữa, anh không biết nữa. Ừ đúng rồi. Chứ che mưa chi quạt. Hơi trời che mưa chi. Này chuẩn bị có khúc cua chứ U nè. U này chưa đã lắm. U này nó còn lên. Đó các bạn thấy cái vô lăng của mình xoay nhiều nhưng bên trong game nó xoay có một xíu không? Thì chạy trên 50 là nó có, như trên 40 là có luôn hay gì á. Cái này nó dạng như cái máy che chống sạt lở hả? Ờ như vậy. Che mưa. Được thế nào che mưa mà trong xe nó có mưa được hay vậy? Cái gạt mưa nó vẫn đang gạt hoạt động kìa. Tính là dùng cái gạt mưa. Kim đỉnh. Anh ơi, lại phải kìa. Không, đi vô đó mấy con mẹ kia nó kêu đi up grab á. Mấy mẹ nó nhiều chuyện lắm em. Ừ, 80 nè. Nó đèo hả? Con xe tải nó cũng chơi dữ người ta. Vừa có bị 80 nó đạp 80 với mình luôn chứ. Được, về đây. Sao giờ cái kiểu không? Chẳng chơi vượt đúng không? Vượt cái ai? Mấy cái con đề cũ á các bạn, cái con man đề cũ nó còn có cái vụ mà đổi cái tiếng kèn với nhau á. Mất kèn nghe nó vui hơn. Con mới này mất tiêu chức năng đó rồi. Rồi. Đó thấy không kìa kìa. Nếu mà có va chạm là nó sẽ báo like accident nè. Va chạm nhẹ thôi, nhưng mà nếu mà nặng á là nó sẽ báo heavy accident nè. Mấy mẹ kia la. Xong về bị trừ điểm trừ tiền. Nói nghề tài nó bạc. Vậy gì nó bạc á. 9:11 rồi, 9:46 cặp bến rồi. Chưa tới đâu hết trơn. Em biểu chạy cái đường cho nó ngoằn nghèo vô. Vô nè. Rồi. Ơi gọi gì. Ôi trời ơi. Tuổi. Không có dừng nghỉ hết trơn á. Chỗ đổ kìa. Không. Chỗ đó dừng khách đi vệ sinh nè. Cái này xe đi tiếng cố định nè. Làm những xe đi du lịch tham quan vậy. Này là tour non xe tết rồi. Ừ. Tốt cho người ta ăn vậy. Con Toyota đúng không? Con Yaris hả? Yaris bản số sàn Kia. Giống mấy số sàn luôn giống. Trời ơi, nó cho. Con này con Bim nè, thấy chữ GT là thấy biết Bim rồi đó. Anh thấy là chữ GT rồi. Ừ. Đuổi vô anh. Đuổi vô. Đuổi cái anh. Đuổi. Xe thắng anh. Đuổi cái mà rồi. Mình có xe mới mua. Ê, nhưng mà cái con xe của anh mua được 3-4 chiếc Bim đó. Em nghĩ mấy cái này rẻ rồi. Mắc chú quỷ. Tôi mới kêu là ông đuổi vô là nó có chiếc xe mới chạy đó. Gì vậy? Vậy cũng hút được cái đít nữa. Cái nó ngắn đòn rồi mà hút cái đít nữa. Xe mới được mua không đâm đụng. Quẹt thôi chứ đâu đâm đụng. Sực nhẹ. Ồ, cái này xin nhanh là nguyên cái thanh ở bên ngoài luôn các bạn. Ờ nhưng mà nó cũng vàng kè luôn kìa. Ờ nó vàng nhưng mà cái ốp ở ngoài nó đỏ. Đỏ. Vàng đỏ. Dướp. Anh đúng cái đích này. Cái từ Sunday Driver là sao ta? Từ này mình nhớ là thấy hồi xưa chơi game nó đã có cái từ này rồi. Mình tai nạn, mình va chạm nhẹ nhẹ là mấy bà khách ba sẽ kêu là Sunday Driver. Không biết từ đó là cái gì, kiểu như nói mấy quỷ chủ nhật chảo mà. Sunday Driver. Mình đi cho đỡ xin nha, đó vậy đi.
đúng như truyền thống. Tại sao anh đây á, nó lại miêu cái sinh đây driver á, nó là miêu tả những người lái xe chậm rãi từ tốn như thế để bỏ chết được. Vậy chắc là nó nói mấy xe kia chứ nó không nói anh đâu. Đâu có lái chậm rãi từ tốn lắm đâu. Em phải đọc dòng trước đó bạn. Lái xe không có kinh nghiệm và không có kỹ năng. Có nữa. À vậy đó, chỉ nói còn trước thôi hả? Nó nói có nhiều nghĩa, chung chả biết nó sử dụng cái nghĩa đó là sao thì... Không, cái cho là nghĩa lái xe một cái kỹ năng đi, tại cũng thích nghĩa đó hơn. Cái này đi chơi... khách mình đi có say xe không ha? Có. Nè các bạn, nó có một góc nhìn như này nó khá là hay đó, chứ là khi mà các bạn chọn góc nhìn như này đó, các bạn sẽ có một cái view view ngồi giữa xe, nhưng mà thằng tài xế nó không có lái đường để nó lái. Một cái view rất là chill nha các bạn, cái view này nó cực kỳ thật luôn. Các bạn nhìn nhìn cảnh bên đường đó, thấy không? Đã không? Nhưng mà tài xế nó không thấy đường. Nó lát map. Bao lâu nữa mình tới nhỉ? 9:37 rồi. Sao mình đang có tiền vậy? Còn được 100 nữa nè. Rồi lẹ lẹ giùm cái mấy anh chị ơi. Trễ giờ. Lên cầu tốc. Ôi, tính ra đi cũng nhàn, cái đèo nó không tới nỗi gọi là gắt, các bạn, đèo nó cứ lơi lơi ha. Chắc là người ta cũng cố tình làm cho nó dễ hơn đi, nó đỡ nguy hiểm hơn. Đúng rồi anh, đèo thì càng dễ thì càng đỡ nguy hiểm chứ ai muốn làm đèo gắt đâu. Thì đâu á, anh muốn kiếm mấy cái đèo gắt đi cũng gắt cả không? Anh nói đèo gắt không? Nhớ nha mọi người, nhường lên trái ngoài cùng cho xe vượt, chạy nhanh thì cứ lũi vô đây mình chạy, không ở giữa mình quan sát được dễ hơn nè. Có gì mình tạt qua làn khẩn cấp còn không mà mình có vẫn có thể đánh lái qua được bên kia, cái làn kia là chỉ để vượt thôi. Này dù giờ con này nó dài chậm không, mình ra đây mình vượt đó, vượt hai con luôn. Con này con man nè, vượt đi quá tốc độ nè, rồi quá tốc độ nè, không 106 à. Sao chả quá đó, xuống rồi kìa. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạt đầu cái con xe man này để các bạn quẹo xuống đường nhánh nè. Đó ra vậy nào, quá mượt luôn. Rồi giờ đây là độ 60 của mấy giờ sai gì sai thì em nói là kinh nghiệm mình chạy làn giữa là đúng, nhưng mà kinh nghiệm hồi nãy hơi sai á. Thì tại anh đang vượt mà, anh đang vượt. Sao cái đường nó có đường vòng về nữa ta? Rồi đang đi thẳng nữa, 1000m nữa là tới bên. Trễ giờ nha. Thông cảm đi, dắt đi đường đèo sướng chết rồi còn không chịu. Để mình vô cái góc đó. Thật không các bạn? Siêu thật luôn. Thấp kia lên thì chắc nó đỡ hơn. Cái gì? Cái tấm đằng trước giờ nó che kịch, tấm che nắng đó đúng không? Ừ, tấm che nắng. Bây giờ là má ơi, chẳng có gì biết nữa à. Chà, hết mưa cái đồ họa đẹp dưới ta. Nè, vô lại lên giữa nè, mình không vượt nổi, con xe kia nó chạy nhanh quá cho nên thôi mình vô giữa mình chạy. Nó chạy bằng tốc độ nhau mà sao đi không được. Ừ, nhưng mà tụi nó chạy hơn chứ. Chứ nhìn tụi nó bỏ cái khúc kìa, con kia nó càng xa mình kìa. Tức này chạy 104. Ừ, có khi vậy á. Không, nó gặp con xe kia trớ nghiệm rồi. Gà non. Và nó kinh chượt rồi, thâu nó lên. Ơi, nghe cái màu nó khó nhìn quá. Không thấy luôn á. Anh Phạm
bạn là người, tại sao mình lại để cái vụ bạn như vậy? Con này anh nói con yếu hả? Hay là em đang nói anh vậy? Không còn hào hứng. Anh á. Em nói anh thì bây giờ đợi anh tống khách xuống hết đi rồi tính tiếp. Chứ mình nhìn cái biết bao nhiêu khách trên xe rồi xe vừa dài vừa nặng đội đuôi với con sedan. Xe yếu nhất. Đây xe đủ nhất nha. Chứ tôi là bây giờ mình thi đi, mình thi xe hàng nào chở được nhiều hơn nè. Tôi có thể chở được nguyên gia đình dòng họ nội ngoại luôn á. Thấy không? Đố nó chở được á. Tôi thấy mấy anh màu cam chạy vượt mặt những sedan hoài. Cái đó là tại mấy ảnh được phép chạy hơn, còn game này nó giới hạn rồi. Nó giới hạn hơn trăm hơn xíu rồi các bạn. Xe yếu. Nó về chịu rồi biết sao giờ. Tới rồi. Chạy trễ xíu nha khách ơi, trễ 20 phút không này hơn. 25 phút. Trễ ít vậy. Trễ 20 phút. Đúng 20 phút rồi mà, đúng 20 phút rồi. Trễ vừa đèn đỏ nữa. Gian tắp bến nó là 20 phút đó. Chắc vô bến này nè, đợi bến ngay đầu luôn, quá trời tiện luôn. Bến xe gì đâu nhắc luôn, đập cái đầu vô thấy chưa, làm gì đúng. Rồi mời quý khách xuống xe, ai trễ giờ thì xuống lẹ lẹ, còn ai không trễ giờ thì cũng xuống lẹ luôn để em đón khách mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyến xe của em. Hẹn mọi người ở những chuyến tiếp theo. Với lại nhớ đồng hành cùng công ty ND Cave nha mọi người. Đánh giá 5 sao với nha. Một vài chữ L rồi. À, kết thúc nè. Khởi hành lúc 8 giờ tới dự kiến là 9 giờ nhưng mà 10 giờ 10 mới tới. Trễ xíu. Nè, 9922 ok đúng không? Đánh giá nè. Cái này thì đúng không giờ. Gì lắm đâu. Mọi thứ ok hết nè. Wifi, rồi đèn đọc sách rồi ok hết nè. Máy lạnh là 71% nè. Luật giao thông thì mình chỉ có bị va chạm nhẹ với ba chiếc xe thôi. Nhẹ xíu xíu thôi. Không có gì hết, không bị bắn tốc độ, không bị này kia luôn. Còn hành vi lái xe của mình là được 94%. 94% chạy trên đường. Còn 6% là đi upright. Không có cái tình huống thắng khẩn cấp nè. Không có đánh lái gấp khẩn cấp để khách bị đập đầu vô kính hay này kia nè. Không có cán cục đá hay là cán mấy cái gờ nè. Chỉ có quá tốc độ hơi nhiều 70%. Với lại không giữ khoảng cách an toàn. Trời mấy cái này mũi chạy mà. Trên đường có 90% mà quá tốc độ 70%. Mũi. Rồi thì coi như là hôm nay mình đã cùng với lại các bạn quay trở lại với lại cái tựa game Fanbus Simulator này. Cũng như là mình có một cái cung đường chạy có thể gọi là vui vẻ và thú vị các bạn. Nếu mà game này mà chạy theo luật các thứ thì nó khá là chán và rất là dễ buồn ngủ luôn. Cho nên là mình chạy ẩu một xíu mình thấy nó cũng hay, cũng vui vui. Các bạn thấy sao? Nếu mà muốn xem nhiều video nữa về tựa game này và muốn chạy ẩu thì các bạn nhớ vào phía dưới video nha. Cũng như là like và share video giúp mình nhé. Còn nếu mà không thì cứ ủng hộ mình để mình có động lực mình ra thêm video cho các bạn xem lái xe. Thì mình thấy cũng có rất là nhiều bạn thích cái kiểu game mô phỏng lái xe như thế này á. Đây, và hẹn gặp lại video sau nha. Chào các bạn. Bye bye.